Xin chào các bạn, hôm nay tôi tục hướng dẫn các bạn làm website về giới thiệu về cái resort. Thì bữa nay tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn làm về cái hiệu ứng sóng biển. Thì đây là cái hiệu ứng animation sóng biển. Thì hôm nay tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn tiếp tục làm cái project này. Thì bữa trước thì tôi đã hướng dẫn các bạn làm cái phần show lên cái hình background và show lên cái chữ rồi làm cái hiệu ứng chữ. Thì nếu mà các bạn nào chưa coi cái video bữa trước thì các bạn có thể rồi kênh YouTube của tôi và coi cái video bữa trước của tôi đã hướng dẫn. Đó thì ở đây là hai cái video bữa trước tôi hướng dẫn này, thì các bạn có thể xem hai cái video trước của tôi đây. Thì bữa nay tôi sẽ đi tiếp tục hướng dẫn các bạn làm cái animation, thì làm cái hiệu ứng sóng biển này. Đó thì tôi sẽ đi làm như sau. Tôi sẽ rồi bây giờ tôi sẽ đi mở cái source code này và tôi sẽ đi tiếp tục viết code. Thì ở đây tôi sẽ có thêm một cái thẻ section. Sẽ lần này tôi sẽ cho nó cái class là bằng section ocean. Rồi theo ở trong này tôi có cái thẻ div này tôi sẽ cho nó cái class là bằng wave. Wave đây là cái sóng. Rồi theo tôi sẽ copy cái này xuống. Ở trong cái folder image thì tôi sẽ có hai cái hình như vậy, hình này và cái hình này, thì tôi sẽ sử dụng hai cái hình này để đi làm cái hiệu ứng animation sóng biển. Thì tôi sẽ vô cái file style và tôi sẽ đi viết style cho nó. Đầu tiên thì tôi sẽ có cái style cho cái class là section ocean này, thì tôi sẽ cho nó cái hay. Cái height này tôi sẽ cho là 18 phi height này. Rồi tiếp theo tôi sẽ cho nó cái width. Tôi sẽ cho là 100%. Rồi theo tôi sẽ có cái position là absolute. Rồi theo tôi sẽ cho nó cái bottom. Tôi cho là 0. Rồi theo là nét tôi sẽ cho là 0. Rồi tiếp theo tôi sẽ viết style cho cái class là wave này. Cái nét quay này tôi sẽ cho nó cái margin top là bằng trừ 58 pixel. Rồi theo tôi sẽ cho nó cái height thì tôi sẽ cho là 120 pixel. Rồi theo tôi sẽ cho nó cái background, tôi sẽ cho nó bằng cái URL là tôi sẽ cho nó cái background bằng cái image như vậy. Rồi cái này thì tôi sẽ cho là repeat x, tức là nó repeat theo cái trục ngang này. Tiếp theo là tôi sẽ có cái top net. Rồi bây giờ tôi sẽ click save này. Rồi bây giờ tôi refresh này. Đó thì bây giờ các bạn thấy nó show được cái hình như vậy. Rồi tiếp theo tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn làm cái hiệu ứng transition. Thì tương tự thì bữa trước thì tôi cũng có cái keyframe này và tôi sẽ tạo ra cái function là wave animation. Cái wave animation này thì tôi sẽ có cái từ 0% này thì tôi sẽ có cái margin depth thì tôi sẽ cho là trừ 1200 pixel. Tiếp theo thì tôi sẽ có cái trường hợp là tới cái 100%. Thì tôi sẽ cho là 0 pixel. Rồi cái vô xây này. Rồi cái function này thì bây giờ tôi sẽ đi gọi nó. Thì bên trên này cái chỗ class wave này thì tôi sẽ có cái thuộc tính là animation. Tôi sẽ gọi cái hàm wave animation. Và tôi sẽ cho nó cái khoảng thời gian nó chạy là 6 giây này. Tiếp theo là tôi sẽ có cái hàm cubic bezier. Tôi sẽ cho là 0.36. Tôi sẽ đầu tiên thì tôi sẽ cho nó cái 0.36 rồi tiếp theo là 0.45 này. Rồi tiếp theo là 0.63 này. Rồi tiếp theo là 0.53 này. Rồi tiếp theo là tôi sẽ cho nó đặt liên tục thì tôi sẽ có cái infinite. Rồi tôi vô save này.
Rồi cho nên thì dẹt rồi tôi đi phép này này. Đó thì bây giờ thấy các bạn thấy cái hình đã chạy được rồi này. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ cần cái hình gợn sóng thì nó sẽ có hai cái layer. Một là cái layer ở trên và cái layer ở dưới này, thì tôi sẽ có cái duy tải cho cái layer 2 như sau. Thì tôi sẽ copy chỗ này xuống này. Thì cái lớp sóng thứ hai thì tôi sẽ có cái wave này. Tiếp theo là tôi có cái end of time, tôi sẽ cho là 2 này. Thì cái collapse layer thứ hai này tôi sẽ chỉnh lại cái marking top này bằng 105 âm 105 pixel cho bài. Rồi tiếp theo thì cái chỗ background này thì tôi sẽ sửa thành là hình background của cái layer thứ hai, là hình này. Đó, thì các bạn là cái layer thứ hai là cái hình này. Rồi tiếp theo tôi sẽ có cái tiếp tục có cái phần phân sần cho cái trường hợp tôi sẽ cho cái animation cho cái layer thứ hai. Tôi sẽ có cái way animation 2. Thì cái chỗ này tôi để giá trị là tương tự này. Rồi cái chỗ này tôi sẽ sửa thành cái hàm way animation 2 này. Rồi bây giờ tôi đi cho save này. Rồi bây giờ tôi refresh lại này. Đó thì bây giờ các bạn thấy cái layer hai cái layer nó sâu như vậy thì nó chưa có cái hình sóng biển, nó hai cái layer này nó đang song song với nhau thì tôi cần phải chỉnh lại cái chỗ này. Thì tôi sẽ cho nó là 0.35 giây này. Đi cho xây như vậy. Đó thì bây giờ các bạn thấy cái layer nó có cái hình có độ cong mà có cái hình sóng sóng dạng sóng biển như vậy. Thì cái 0.35 giây là cái độ mà delay cái animation thứ hai này tôi muốn nó delay so với lại cái layer trước để cho nó tạo ra được cái hình gợn sóng như vậy. Ngoài ra thì cái hình phần background ở bên dưới thì tôi cũng muốn chỉnh cho nó cái có cái màu background. Thì tôi sẽ cho cái background cho cái thẻ body. Trên này thì cái tôi sẽ có cái background cho cái phần body để cho nó có cái màu background cho nó đồng nhất với lại cái hình layer sóng biển ở đây. Thì tôi sẽ cho nó cái background này. Tôi sẽ cho nó cái mã màu là tăng F3. Rồi F3. Rồi tôi vô xây này. Đó thì bây giờ hai cái màu background và cái màu layer nó đã layer sóng biển nó đã khớp với nhau. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ đi chỉnh một số cái style. Thì đầu tiên thì tôi muốn cho cái chỗ mấy cái sóng sóng này nó có cái opacity, nó có cái độ trong suốt thì tôi sẽ đi làm như sau. Thì chỗ này tôi sẽ cho nó cái opacity này bằng 0.8 này. Bằng 0.7 đi. Rồi tôi đi phép lại này. Đó thì các bạn thấy nó đã chỉnh cái opacity này. Tuy nhiên là cái style nó bây giờ nó cái layer thứ hai nó cũng bị ảnh hưởng thì tôi sẽ cần phải đi chỉnh lại. Thì cái layer thứ hai thì tôi sẽ cho nó cái opacity thì tôi sẽ cho nó bằng 1. Rồi tiếp theo tôi sẽ cho nó cái transform. Tôi sẽ cho nó là cái translate. Tôi sẽ cho là 0 0 như vậy. Rồi tôi đi cho save này. Rồi tôi đi phép này này. Đó, thì bây giờ thấy các bạn thấy cái sóng biển thì nó trông như vậy. Thì ở đây thì nó có một cái phần sần cubic bezier thì các bạn nó là cái phần sần về cái thời gian thì các bạn có thể tìm hiểu về cái phần sần này này như sau. Thì các bạn có thể vô Google này. Rồi các bạn tìm hiểu cái phần sần này. Thì đây là một cái phần sần về một cái hiệu ứng transition, hiệu ứng chuyển đổi, chuyển cảnh. Thì các bạn có thể tìm hiểu ở đây này. Đó thì nó định nghĩa mấy cái điểm P0, P1, P2, P3. Rồi P0 và P3 là cái điểm mà bắt đầu và kết thúc của một cái hiệu ứng thì nó sẽ P0 và P3 thì nó sẽ là cái thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc của cái đường cong. Thì
thì các bạn có nếu mà muốn tìm hiểu sâu hơn thì các bạn hãy vô đây đọc và tìm hiểu sâu hơn đó. Rồi tiếp theo thì để nó support được trên nhiều cái loại trình trình duyệt thì các bạn cũng cần phải tương tự thì các bạn cũng phải cần phải thêm mấy cái a còng web key player trước cái phần sàn của nó. Đó, các bạn cần phải thêm cái a còng web key keyframe ở trước cái phần sàn để nó support được ở trên cái nhiều cái loại trình duyệt khác nhau. Tôi sẽ copy xuống và tôi thêm cái a còng web key keyframe như vậy. Đó, rồi tính cho save này. Rồi, tôi thì phép này này. Đó thì cái hiệu ứng animation sóng biển thì tôi đang hướng dẫn các bạn làm sâu lên được như vậy. Đó. Thì tôi xin tạm dừng video hướng dẫn của tôi tại đây. Ở buổi tiếp theo tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn làm cái hiệu ứng khi mà nick do cái phần button drone down này thì nó sẽ đi xuống dưới như vậy. Đó thì tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn cái phần làm cái hiệu ứng drone ở cái buổi tiếp theo. Đó thì tôi xin tạm dừng video hướng dẫn của tôi tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở các buổi tiếp theo.